thương xưa nay buột bánh nơi nào, giờ là những cay đắng, là bao đêm lạnh vắng. Sao bên nhau hồn hai đứa hai nơi, thì thôi cố gắng làm chi. Thật lòng anh đã cố níu kéo hạnh phúc, anh đã ước mơ trọn đời bình yên cùng em. Đâu biết tim em đã trôi lạc dòng, để anh buồn lòng, chỉ còn đớn đau người ơi. Giờ hàng đêm bên nhau nhưng tim lạnh giá, hơi ấm cho nhau chỉ còn dư ấm ngày cũ. Anh cố quay đi để che dòng lệ, để mai đường về em sẽ tìm thấy yên vui. Thôi mình chia tay nhau đi. Khóc làm gì, hạnh phúc đâu quay trở về. Em về đi, cho lòng thôi nát tan. Thật lòng anh đã cố níu kéo hạnh phúc, anh đã ước mơ trọn đời bình yên cùng em. Đâu biết tim em đã trôi lạc dòng, để anh buồn lòng, chỉ còn đớn đau người ơi. Giờ hàng đêm bên nhau những tim lạnh giá, hơi ấm cho nhau chỉ còn dư ấm ngày cũ. Anh cố quay đi để che dòng lệ, để mai đường về em sẽ tìm thấy yên vui. Thôi mình chia tay nhau. Xin chào Thiên Phúc. Dạ em chào anh Nam Cường. Dạ chào ba vị ban giám khảo. Chào anh Đại Nghĩa, chào chị Nhật Kim Anh và chào anh Nguyễn Văn Trung ạ. Sao giữa cái giọng nói với cái giọng hát khác nhau dữ vậy? Sao khác quá vậy? Bà có thể giới thiệu thêm về mình cho mọi người biết không? Dạ em tên là Thiên Phúc và hiện nay em đang đi hát tự do ạ. Ca này khó đúng không anh? Kim Anh ơi, bạn có thể đưa danh sách cho mọi người biết được bạn đã phỏng đoán những ai không? Cái giọng lơ mơ, cái độ nức nở với lại cái độ khào khào của bạn á, y chang anh Duy Mạnh luôn. Đó, y chang luôn, nhưng mà chỉ có cái giao diện là nó có liên quan chút xíu nào thôi. Nhưng mà cái giọng rất giống nha. Em hát lại cái câu mà cái gì nhưng tim lạnh giá cái. Cái chỗ luyến đó. Giờ hàng đêm bên nhau những tim lạnh giá. Y chang luôn. Những tim kiếp đỏ đen. Nhưng mà đâu có thể nào mà mình lộ sớm như vậy được. Cũng biết đâu mà bạn nha. Đang tung quả mù mình sao? Thuyết âm mơ. Thuyết âm mơ. Ban đầu nghe có vẻ giống anh Duy Mạnh, cho đến khi anh nghe được hai chữ, một là chữ em, hai là chữ Phúc, là nó ở đâu đó trên cái khoang này nè, cái chữ em đâu đó trên cái khoang mũi này nè, và cái đó là cái đặc điểm riêng rất là khó nhận ra của một anh ca sĩ nữa, một anh ca sĩ nữa cũng là bạn thân của anh Duy Mạnh luôn, Tuấn Hưng. Dạ đúng, wow, Tuấn Hưng. Wow. Cái phong cách mặc đồ cũng giống y như vậy luôn. Cái cách hát nè, nức nở nè, cái giọng hơi khào khào một chút là giống Tuấn Hưng, nhưng mà cái chữ luyến nhưng tim á thì là mình nghe ra là Duy Mạnh luôn. Nhưng còn một người nữa tôi nói ra các mọi người hết hồn liền nè, với cái giọng mà nức nở ha, đặc biệt ở nốt cao nó hơi vỡ vỡ ra một chút nè, nó hơi xét xét một chút nè, chị Thanh Hà. Trời ơi, gì quá thân thành chị Thanh Hà luôn hả? Nói xa nhờ là lát hồi thay thành váy luôn hả anh? Tôi có sao đâu em. Dạ. Nó có thể biến quá mà không nha, nếu như mà biến thành Thanh Hà là coi như bật ngửa đó nha. Thì đó. Rồi em vẫn rất là kiên định, em vẫn giữ đó là ca sĩ Duy Mạnh. Ca sĩ Duy Mạnh. Xin mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Anh thì nghĩ là bạn thân của anh Duy Mạnh, anh Tuấn Hưng. Sao có vẻ sao yếu ớt quá vậy anh? Chắc đâu cũng có. Muốn là Duy Mạnh nè. Tại vì nhưng anh mà đổi qua Tuấn Hưng. Anh điềm đạm. Anh khó nghĩ quá, ban đầu thì anh nghĩ Tuấn Hưng, sau đó anh nghĩ là anh Duy Mạnh, sau đó cuối cùng anh nghĩ là chị Thanh Hà. Rồi bây giờ cuối cùng anh chốt là ai? Trời khoan, có cái Duy mặt Mạnh, kỹ Tuấn Hưng hay Thanh Hà? Cái gương mặt này, cái râu xanh xanh kiểu này mà nếu mà vô make up mà làm chị Thanh Hà chắc lâu lắm. Khó, dạ lâu lắm. Khó che lấp cái râu mất thời gian chương trình. Cho nên là anh nghĩ là hôm nay bạn có thể sẽ không chọn hóa thân là chị Thanh Hà đâu. Anh nghĩ rằng sẽ là anh Duy Mạnh. Vậy là chúng ta có hai phương án, một là anh Duy Mạnh, hai là anh Tuấn Hưng. Còn quý vị khán giả, quý vị đoán bạn Thiên Phúc của chúng ta sẽ hóa thân thành nghệ sĩ nào đây? Hãy cùng chờ đón màn hóa thân của bạn ấy đằng sau cánh cửa của căn phòng biến hóa. Đoán Duy Mạnh phải không? Đúng rồi. Vậy là không phải rồi đó.
dở với bao nhiêu mạnh rồi. Dường như em đang mơ một giấc mơ không có anh, dường như con tim em đang cất tiếng không cần anh. Dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là một lời hứa. Dù sao đi chăng nữa anh vẫn yêu như ngày xưa. Ngày xưa tay trong tay em hứa mãi không đổi thay. Rồi say mê bên ai em đổ lỗi anh vô tình. Xa yêu trong cay đắng vẫn hơn một đời xa vắng. Tình anh đôi tay trắng mai xót xa mộng tình nhân. Nếu người ấy không yêu em như anh từng yêu, chỉ là thoáng qua bao đam mê đến bên đời, để rồi lãng quên xem yêu đương như trò chơi. Hãy về với anh, ta xây lại tình yêu mới. Nếu người ấy trò chơi, trò chơi ái ân không yên vui giữa ba người, đành xin chấp nhận tiễn đưa em về bên người. Trong tay em hứa mãi không đổi thay. Rồi say mê bên ai em đổ lỗi anh vô tình. Xa yêu trong cay đắng vẫn hơn một đời xa vắng. Tình anh đôi tay trắng mai xót xa hơn tình nhớ. Nếu người ấy không yêu em như anh từng yêu, chỉ là thoáng qua bao đam mê đến bên đời, để rồi lãng trò chơi. Hãy về với anh, ta xây lại tình yêu mới. Nếu người ấy yêu em như anh đã từng yêu, thì em hãy quên anh như quên một trò chơi. Trò chơi ái ân không yên vui giữa ba người, đành tôi chấp nhận tiễn đưa em về bên người. Rồi lãng quên xem yêu đương như trò chơi. Hãy về với anh, ta xây lại tình yêu mới. Nếu người ấy yêu em như anh đã từng yêu, thì em hãy quên anh như quên một trò chơi. Trò chơi ái ân không yên vui giữa ba người, đành thôi chấp nhận tiễn đưa em về bên. Thiên Phúc ơi, phải nói là quá giống anh Tuấn Hưng. Nay nhiêu tuổi em Phúc? Dạ em 29 tuổi. Ủa, 29 tuổi là cũng lớn rồi đó chứ. Mà nãy giờ nghe cách em trò chuyện á, anh cứ tưởng chắc em chừng 19-20 gì thôi. Dạ. Trời ơi, cái... em mang ơn nghĩa suốt đời. Nghe nữa chết rồi trời ơi. Nghe cái giọng em á, thì là có cái màu sắc rất là giống anh Tuấn Hưng ha. Về cái màu giọng thôi, đặc biệt là với những cái nốt cao của em ha, nó hơi khàn, nó cao lên vậy nè, thì nó giống anh Hưng, nhưng mà cái giọng anh Hưng nó mạnh hơn. Còn cái giọng của em thì anh nghe nó có màu giống của anh Tuấn Hưng, nhưng mà nó thiếu cái sự mạnh mẽ đó, nó hơi thiếu một chút đó thôi. Và cá tính của anh Tuấn Hưng cũng ảnh hưởng cái màu giọng của anh Tuấn Hưng nữa. Cá tính của em thì hiền hơn, vô tư hơn, cho nên nghe cái giọng á, mặc dù là cái hậu tố nó giống nhưng mà cái tiền tố nó không có giống. Những cái phát âm của anh Hưng á, nó rõ, nó bật ra hơn. Lúc nãy hình như là Kim Anh là đoán anh Duy Mạnh. Duy Mạnh, anh Duy Mạnh. Tại vì thật sự ra khi mà Kim Anh thấy á, nếu như mà vừa rồi bạn giữ nguyên bộ đồ kia với là cái chất giọng này thì đúng nó rồi. Sẽ hợp hơn. Thì nó sẽ hợp và hơn. Nó sẽ ra anh Tuấn Hưng hơn. Tại ngoài cái chất giọng ra thì cái bên ngoài của mình á, nó cũng quan trọng lắm. Để mà gây cho ban giám khảo cũng như khán giả họ liên tưởng được đến cái người nghệ sĩ mà mình đang hóa thân luôn.
tóc tai cũng vậy nữa. Dạ. Yeah. Như anh Trung hôm nay là biến hóa thành ca sĩ tuổi teen đó. Hiện nay thì Nam Cường thấy là số team của ban giám khảo cho bạn chưa có nhiều lắm. Không phải bây giờ mình có cái cách nào để mình có thể thể hiện thêm bản thân mình để cho ban giám khảo có thể tăng thêm cái số team không? Với cái bài hát này, cũng là bài hát này luôn, bạn có thể hóa thân thành một cái giọng hát khác mà trong cái khả năng của bạn. Nếu người ấy không yêu em như anh từng yêu, chỉ là thoáng qua bao đam mê đến bên đời, để rồi lãng quên xem yêu đương như trò chơi, hãy về với anh ta xây lại tình yêu mới. Tôi thấy cũng y chang vậy à. Dạ. Vâng, như dù sao thì bạn ấy cũng đã thể hiện ra được cái tinh thần của anh Tuấn Hưng. Và bây giờ Nam Cường sẽ được phép tổng kết số team mà bạn đã đạt được. Ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh với 3 team, nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa với 2 team, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung 3 team, tổng cộng bạn Thiên Phúc đạt được 8 team. Người hát tình ca, tiếng hát như ngân nga. Người hát tình ca, tiếng hát luôn bay xa. Còn với thời gian, những khúc ca dịu dàng còn hoài theo năm tháng. Mình đến từ Phú Yên, dòng nhạc bolero cũng như trữ tình đã thấm sâu vào huyết mạch của Hồ Nguyên từ rất nhỏ rồi. Hồ Nguyên rất vui khi được tham gia chương trình Người hát tình ca, mong muốn được giao lưu với tất cả các bạn có cùng sở thích. Tình đến rồi đi, đôi khi nghe vội vàng. Đời lúc hợp tan, xin cho nhau nhẹ nhàng. Người hát tình ca, ta du ta nồng nàn những khung ca. Tôi đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Từ khi ba tôi dẫn tôi đến những sân khấu lớn của ba tôi biểu diễn, nó đã vô tình nó ngấm tới cái máu tôi của khi nào tôi không biết. Và tôi đến với chương trình này với một mục đích là học hỏi, muốn được hát cái dòng nhạc mình rất là yêu thích. Người hát tình ca, tiếng hát như ngàn ngàn. Người hát tình ca, tiếng hát luôn bay xa. Còn với thời gian, những khúc ca dịu dàng còn hoài theo năm tháng. Mình đến từ Bình Thuận, mình đang là một sinh viên của nhiều thành phố. Tính cách của mình nó hơi thưa năng lượng á, nhưng mà mình lại thích cái dòng nhạc trữ tình. Đến với cuộc thi này là vì mình rất là thích hát, mình rất là muốn bùng cháy. Tình đến rồi đi, đôi khi nghe vội vàng. Đời lúc hợp tan, xin cho nhau nhẹ nhàng. Người hát tình ta, ta du ta nồng nàn những khúc ca vàng. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, mọi người tiếp xúc với tôi thường nói tính cách của tôi là gần gũi, mộc mạc và thân thiện. Chính vì vậy tôi chọn cái dòng nhạc trữ tình, nó cũng gần gũi, phù hợp với tính cách của tôi. Người hát tình ca, tiếng hát như ngân nga. Người hát tình ca, tiếng hát luôn bay xa. Còn với thời gian, những khúc ca dịu dàng còn hoài theo năm tháng. Đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tôi là người có tính cách trầm lặng. Dòng nhạc trữ tình là dòng nhạc tôi đam mê từ nhỏ. Sự đam mê của tôi ảnh hưởng từ gia đình của tôi. Đến với chương trình này mong được chia sẻ và muốn củng cố được thêm kinh nghiệm của mình trong con đường ca hát sau này. Tình đến rồi đi, đôi khi nghe vội vàng. Đời lúc hợp tan, xin cho nhau nhẹ nhàng. Người hát tình ca, ta su ta nồng nàn những khúc ca vàng. Mình đến từ huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Sau khi tốt nghiệp 12 thì mình quyết định vào Sài Gòn theo đuổi con đường đam mê ca hát. Mình mong muốn là qua cái cuộc thi này thì mình sẽ có nhiều đất diễn hơn và được thỏa niềm đam mê. Người hát tình ca, tiếng hát như ngàn ngàn. Người hát tình ca, tiếng hát luôn bay xa. Còn với thời gian, những khúc ca dịu dàng hòa theo năm tháng. Đến từ tỉnh Bạc Liêu, mình đến với cuộc thi này do sự động viên của vợ và con, muốn được thấy mình trên TV hát những dòng nhạc chuyện tình. Tình đến rồi đi, đôi khi nghe vội vàng. Đời lúc hợp tan, xin cho nhau nhẹ nhàng. Người hát tình ca, ta su ta nồng nàn những khúc ca vàng. Quê quán của tôi tại Sóc Trăng. Công việc hiện tại của Long là làm make up. Nhưng mà Long rất là đam mê ca hát, muốn đến với cuộc thi này để thử sức trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là dòng nhạc mà Long đã thích từ lúc nhỏ.
Chúc mừng phần chào sân hết sức là hoành tráng của tất cả 8 thí sinh chúng ta với một bài hát chủ đề rất là quen thuộc, đó là người hát tình ca của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Cô Y Lan bị hấp hồn rồi. Bởi số 2 và số 3 có một điều cô Y Lan ngạc nhiên vô cùng ở Nguyễn Minh Anh. Chỉ bài hát vừa qua, bài Tango Dĩ Vãng, cô Y Lan chỉ nói là xin Minh Anh để ý để đặt tình cảm mình vào trong bài hát. Không hiểu là có phải là Minh Anh đã để ý cái lời cô Y Lan nói hay không. Bài này em đã đạt được đúng những gì mà cô Y Lan mong ước. Vâng, xin phép chia sẻ cái cảm xúc của Vân về bạn Khánh Chi và bạn Nguyễn Thị Hường. Đầu tiên là về bạn Nguyễn Thị Hường. Đối với bản thân Vân, qua từng vòng bạn càng chín hơn và cảm xúc của bạn đến bài hát này quá chân thật. Thì cái ca khúc Người Đi Ngoài Phố này đối với bản thân Vân, ai hát cũng hay hết. Nhưng mà người mà mang lại cho Vân cảm xúc nhiều nhất và làm cho Vân ấn tượng nhất đó chính là chị Khánh Chi. Các bạn đây bây giờ cái phân độ mà cao thấp á, nó khó phân lắm. Vân Sơn có một cái quan điểm nó cũng giống chị Y Lan, là bạn số 3. Nếu mà nói trên một cái trận tuyến đó, thì bạn giống như một dũng sĩ gì đó. Từ đầu tới giờ chưa có bài hát nào làm khó được bạn. Đó là một lời khen đặc biệt cho bạn. Rất là khó cho ban giám khảo vì bây giờ phải chọn ra một người ai cũng hay hết. Ai cũng hay hết nha. Khó quá. Chị nghĩ nhá, là cái người mà có phần trình diễn tốt, có giọng hát tốt trong cái bài hát này, số 8. Đặt cách em, bước vào vòng trong. Số 8. Như vậy là số 8 đã yên tâm đứng đó, cười tươi lên bàn nha. Số 7, số 2 và số 3 sẽ chịu sự bình chọn của khán giả. 7 giây bắt đầu. Số 3. Cười rất tươi, cô gái đến từ Hà Nội nha. Rồi có một cái phải nói với bạn số 3. Đó chính là cái số 3 này ở bạn nữ cũng là một bạn có giọng hát rất lạ, giống như bạn là bạn Yến Xu. Vâng, hy vọng là bạn sẽ có thể đi tiếp vào vòng sau để bạn có thể gặp bạn Yến Xu, vì hai bạn chất giọng rất lạ và cũng là số 3.
Chị rất là thích thú với tiết mục mở đầu của em. Thứ nhất là giọng ca của em khỏe, em sử dụng nó một cách rất là đẹp. Với cái lối trình diễn của em hôm nay thật là tuyệt vời. Thật sự thì biết Như Khánh từ thủ ban sơ của người thầy hát tình ca ngay từ đầu rồi. Cho tới hôm nay thì thật sự Khánh là phải nói rằng em tiến bộ rất là nhiều. Và bắt đầu em biết bỏ nhỏ rồi đó. Và chính cái bỏ nhỏ đó chạm đến cái cảm xúc của người nghe. Em có một cái chất giọng rất là cao nè, xuống thấp cũng rất là rõ lời. Và rất đặc biệt là em rất là ấm áp, đúng không chị? Đúng cơ. Và chị thấy là cái cường độ mà khi em nó bỏ nhỏ đó, mình vẫn nghe. Và khi hát lớn đó, thì lại rất là tốt. Mà cái tiếng hát của em chị thích nhất là cái chỗ nó bay. Bây giờ thì ban giám khảo chuyên môn sẽ đưa ra số điểm. Xinh đẹp quý vị. Thông thường thì hai người hát với nhau
song đấu với nhau, nhưng đây là một cái bản đặc biệt ha, nên ba cô gái hát bài này cũng rất là hợp. Chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ giám khảo chuyên môn. Anh Vân Sơn, anh nhìn rất là kỹ ba cô gái. Ta đang ở trong cái cõi mộng mà kêu người ta về thực tế làm cái gì. Thực ra cái bài này nó bản thân nó đã hay rồi, và thường thường thì chỉ nghe một người hát thôi. Hôm nay ba cô gái xinh đẹp, mỗi người chia một khúc, nó rất hợp lý. Và các bạn có những cái đoạn để có thể thể hiện cái tài năng của mình. Bạn Thu Hồng, chất liệu mà dân ca Bắc Bộ của bạn hơi thiếu chút xíu. Những cái luyến lái của bạn nó nghe chưa đã lắm, nhưng mà bạn nó làm rất là tốt, rất là tròn. Còn em Khánh Chi, cái luyến lái của em độc đáo, đặc biệt, và có cái hơi hưởng của dân ca Bắc Bộ ha. Còn riêng bạn Minh Anh thì khỏi nói rồi, đây là đúng là cái bài tủ của bạn. Bạn là người tuyệt vời nhất trong bài hát này. Vân Sơn khen hết ba bạn đã trình diễn rất tốt. Mời chị Lan. Ba thí sinh nữ của chúng ta hôm nay rất đẹp, đặc biệt là những bộ trang phục của các em mặc trên người ngày hôm nay đẹp lắm. Rồi về tiếng hát của ba em, mỗi người một sắc thái khác nhau. Minh Anh, em hát bài này rất là chuẩn, ngay cả cái giọng dày dặn của em đầy lắm, rất là hay cho bài hát này. Còn em Thu Hồng, em hát, cô Ý Lan cũng nghe những cái dẻo, những cái luyến láy dẻo của em trong bài hát này. Tuy nhiên giọng hát của em có hơi mỏng để so sánh với lại hai người đứng bên cạnh em. Còn về riêng phần của Kim Khánh Chi thì Kim Khánh Chi luyến láy rất là nhiều trong bài hát này. Ý Lan cô nghĩ rằng là nếu mà em bớt đi cái sự để ý quá nhiều về vấn đề phát âm của mình, cô sẽ nghe ra được cái sự đẹp tự nhiên trong tiếng hát của em hơn. Thúy Vân thấy thế nào? Vân chỉ nói về cái cảm xúc của Vân thôi. Đây là một cái bài hát mà nó có kỷ niệm rất là nhiều với Vân. Là ba của Vân đi bất cứ đám cưới nào cũng đều hát bài hát duyên tình này. Thì mỗi lần mà Vân nghe cái giai điệu cũng như là lời của bài hát này, mình cảm thấy mình hân hoan lắm. Thì trong ngày hôm nay, cả ba chị đã một lần nữa mang lại cho Vân cái cảm giác đó. Và Vân xin cảm ơn ba chị rất nhiều.
vị là qua bài hát vừa rồi thì quý vị cũng đã thấy là cô gái Mỹ Tiên của chúng ta trình bày rất là hay, đúng giọng hát của một người con gái miền Tây Bạc Liêu. Nhưng mà điều mà ngạc nhiên hơn hết đó chính là cô gái Thu Hiền. Cái điều mà Vân rất là thắc mắc là bạn là một cô gái rất là dễ thương, rất là nữ tính. Nhưng mà khi mà ở trong hậu trường á, quý vị biết không, là Vân cứ nghe mọi người kêu là Hiền Thạch Sùng. Vân không biết là lý do tại sao. Cái vòng tỏa sáng thì em thể hiện khá nhập tâm và mọi người cũng ấn tượng quá nên là gọi em là Thạch Sùng. Nhưng mà thực ra là tại vì em nhoi quá. Em ở trong hậu trường mà cái tình huống nào em cũng có thể xử lý được hết á. Cho nên là mọi người mới nói là con Thạch Sùng suốt ngày đổi màu. Dạ. Vậy là nếu như mà bạn mà bị chết cái tên này là bạn phải trách anh Vũ Quốc Việt. Tại vì ảnh chọn bài hát quá chính xác cho bạn và bạn trình bày rất là thành công. Và nói đến Mỹ Tiên thì có lẽ rằng chúng ta vẫn nhớ bạn ấy là một sinh viên của trường xây dựng. Giữa cái kỹ sư và người ca sĩ thì bạn có thể là chọn cái nào? Nếu hai chọn một. Nếu như mà cho con chọn lựa giữa kỹ sư và ca sĩ thì con không biết làm sao nữa, nhưng mà chắc có lẽ là con sẽ đi theo cái niềm đam mê của con. Có lẽ là con sẽ xây một cái nhà để cho gia đình ở, rồi sau đó con để nhà đó cho cha ở rồi con đi hát. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của hai thí sinh Thu Hiền và Mỹ Tiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mỹ Tiên nhé. Cảm ơn các bạn vũ đoàn. Chúng ta sẽ nghe lời chia sẻ từ ban giám khảo chuyên môn. Thúy Vân, bạn cảm nhận thế nào về bài hát vừa rồi với Mỹ Tiên? Cái bài này có thể nói là nó hơi, cái quãng nó hơi rộng cho Tiên, quá rộng. Nó giọng Tiên là giọng nữ cao, thì ở những cái nốt trầm, những cái nốt thấp, Tiên vẫn chưa xử lý được tốt. Và nó sẽ có những cái đoạn mà mình bị hơi hụt hơi, nó làm cho Tiên cảm thấy là hơi bị với nhiều quá. Thực sự ra cái nốt thấp là cái nốt mà rất là khó hát, trừ phi mình sanh ra mình có cái bản, cái chất giọng bẩm sinh là cái nốt trầm nó đẹp sẵn rồi. Thì thường thường những người mà bị cái nốt trầm, mà có nốt trầm thật đẹp á, thì những nốt cao nó lại không có hoàn toàn đẹp. Cái nốt cao của em là nó quá đẹp rồi, nó rất là trong sáng, mà thậm chí những lúc em lên giọng gió đó, chị nghe như là thót tim đó. Nhưng và dĩ nhiên thì cái nốt thấp của em vẫn chưa có khắc phục được. Mà cái bài này nốt cao nó đã nhiều mà nốt thấp nó lại càng nhiều. Mà cái nốt thấp nó nhiều hơn cái nốt cao, nó lại không có cái lợi cho em. Cho nên nó trong cái bài này hầu như những cái nốt thấp của em là chị thấy nó hơi chênh và nó không có được tròn, tức là nó không nặng ký như những cái nốt cao của em. Dụng ý của tác giả viết bài này là nó có cái chỗ nhấn hay lắm, như là buồn để mình ngồi lũy tre xanh dạo quanh. Đấy, người ta gọi là vần ở trong câu chứ không phải là cuối câu. Cũng như là khung trời kỷ niệm chợt thèm, thì đúng lúc đó là ban nhạc đánh những cái đó dằn mạnh mà bạn hát lại rất là đều. Thành ra cái thông điệp nó không được gửi đến. Thông điệp ở đây là gì? Thương rau đắng mọc sau hè, thương những cái gì kỷ niệm xưa, kỷ niệm chợt thèm. Thì những nốt thấp bạn hát khóa mờ, tôi không nghe được. Nhưng mà tôi có nghe câu chuyện về bạn. Thì trước hết đó là tôi xin chúc mừng những nỗ lực của bạn để là chính mình. Nhưng mà tôi vẫn cố gắng để hiểu cái lý do tại sao mà tất cả dựng cảnh như thế, đồng quê như thế, mà bạn lại mặc một bộ quần áo hip hop. Cái đó thì tôi thành thật mà nói, okay, bây giờ tôi thấy không phù hợp. Ngay từ đầu em cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng mà đặc biệt cho bé Tiên đó, là anh biết không, trong cái cuộc thi này bé cũng có muốn thể hiện một cái cá tính riêng. Đây là cái hoạt cảnh để nhớ về ký ức. Ngày xưa Mỹ Tiên cũng từng mặc đồ thế này để chơi, đùa trong cái không gian như thế này, muốn trở về cái ký ức tuổi thơ thôi. Đơn giản là như vậy. Thì hôm nay là có gia đình Mỹ Tiên từ Bạc Liêu lên đây. Ba Mỹ Tiên có thể chia sẻ cảm xúc ngày hôm nay ạ. Nghe Tiên ca bài Còn thương rau đắng mọc sau hè đó, thật sự mình đã khóc thầm. Mình là vừa đóng vai một người cha mà cũng lại là đóng vai một người mẹ. Cho nên từ lúc nhỏ mình đã cố ép Tiên trở thành một người mạnh mẽ, một người... Cho nên là Tiên như ngày hôm nay thì đó là một phần lỗi của bản thân mình. Nếu mà quý vị không có, quý vị cũng cho mình nhận cái khuyết điểm đó về trách nhiệm một người cha. Cảm ơn chú rất nhiều về những chia sẻ rất là thật của một người cha. Những chia sẻ mà tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày rất là đáng nhớ với bạn. Bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Khang, sao anh lại ngồi nơi đây? Tại cũng đang buồn nên ra đây ngồi để mà suy ngẫm một chút đó mà. Anh buồn chuyện gì? Anh có thể chia sẻ cho em nghe được không? Ông không biết sao mà cứ mỗi lần anh yêu một ai đó thì người ấy lại lặng lẽ ra đi em à. Thôi anh à, anh đừng buồn nữa. Anh cứ nghĩ như là tình yêu nó như là một cái duyên. Biết đâu được ngày hôm nay cánh cửa này nó đóng lại. Nhưng em tin chắc một ngày nào đó sẽ có một cánh cửa khác tốt đẹp hơn đến với anh. Đừng buồn nữa anh. Anh cũng nghĩ là như vậy. Mà sao em lại ra đây? Thật ra thì
Em cũng có một cái nỗi buồn da diết, và để em kể cho nghe. Chẳng hề quen nhau, mối tình đầu lỡ chôn sâu khi em quá cầu, lòng hành trang ta tin nhau, biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng.
Một làn khói trắng suốt đời vào quên lãng, nắng sầu thành hơi ấm, hơi dịu tình đau. Ngày tan im lặng yêu người, làm tóc trắng tâm sự rồi cũng đắng như lệ rơi biết đâu. Đêm đêm vô về núi nắng, đêm treo ngọt ngào hương phấn, buông lơi dòng tóc mỡ trên vùng ngày tháng giật giờ. Thân em rồi hoang phế lê theo thời gian giông gió, tôi cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoát đi. Cho tình yêu từng đêm dòng nước mắt sẽ nâng niu đời nhau, đớn đau ai sẽ cho nhau niềm đau, xót xa em dắt đưa nhau mối hận đời người. Trả lại nước mắt cho mảnh tình son sắt, tôi rồi em cũng đang như tình cuối đầu. Một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai, người quên tôi đây giờ đời sẽ vui. Một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai, người quên tôi đây bao giờ đời sẽ trời.
Khi nhân gian con tim mới đổi thay câu yêu đương đông hoa trên khóe môi anh thì không. Trong nhân gian tin yêu có mấy ai ghen đua nhau cho nhau những đớn đau anh thì không. Quên bao năm quên khi ta có đôi, quên bao nhiêu gian nan ta đã qua anh thì không. Khi đêm sâu bao quanh chúng tôi đèn anh bao dung môi anh như ánh sao trong đêm dài. Xin mời Tứ Ca chúng ta về vị trí của mình. Thưa quý vị, ngay bây giờ đây, chúng tôi mời quý vị sẽ bình chọn cho 4 giọng hát này thông qua phiếu bình chọn của quý vị. Thời gian bình chọn bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với những người chơi của chúng ta trong đêm nay. Cô gái ở vị trí đầu tiên, em giới thiệu về mình đi, em tên gì, đến từ đâu và công việc của em hiện nay là gì? Em xin giới thiệu, em tên là Minh Phương. Quê gốc của em thì ở Huế nhưng mà hiện tại em đang công tác và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Để anh đoán nha, hôm nay với thần tượng này, với cái ngoại hình này, Minh Tuyết đúng không? À dạ không, em... hay đó, cái này hay đó. Hay, cho dừa. Cho dừa làm dừa. Cái tật thiệt á, nhìn nghe là biết là người khác hay nhìn tượng Minh Tuyết. Dạ, ai em? Dạ hôm nay em đến đây với thần tượng là nữ ca sĩ Lệ Quyên ạ. Trời ơi, như một cái tát thẳng vô mặt em đi, cái tội lắm chăng. Thưa quý vị, Lệ Quyên nha quý vị, không phải Minh Tuyết nha. Hát giọng Lệ Quyên nhưng ngoại hình của Minh Tuyết. Dạ. Thế thì hôm nay em có thể gửi đến mọi người một đoạn chất giọng của chị Lệ Quyên được không? Em xin hát một khúc trong ca khúc Hiu Hắt Đời Nhau. Theo em nghĩ trong cuộc tình này thì cả hai ta đều có lỗi. Có những lúc em giận cuộc đời đã làm hai đứa hai nơi. Em thì ngây và ngơ như con nai và ngơ ngang, còn anh thì ngủ và ngơ, cũng có lúc khi này khi khác. Yeah. Đúng 1-9-1-10 với chị Lê Quy đúng không ạ? Vâng, cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ mình qua tới người tiếp theo. Xin chào em. Dạ, em tên là Cẩm Tiên, em đến từ thành phố Sóc Trăng ạ. Hôm nay thì đến với chương trình này thì em thần tượng ca sĩ nào? Chị Phương Thanh ạ. Đâu bây giờ em hóa thân bằng giọng hát mà hơi một chút phong cách luôn nha, chứ không chỉ là giọng hát nữa. Thử được không? Mời em. Người anh ra đi mang theo trái tim mãi bao buồn đau, bỏ đi rất xa quê nhà nơi có một người hơn ghen đôi ta. Hay quá. Cảm ơn Phương Thanh. Thiếu cái mục rùi nữa thôi là thành Phương Thanh nữ hoàn toàn rồi. Cảm ơn em. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với người thứ ba. Thì bây giờ em giới thiệu cho mọi người biết đôi nét về mình đi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Pascal Ngọc Tân. Em đang hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì Tân? Dạ em hiện đang làm quản lý nhà hàng. Quản lý nhà hàng. Wow. Thế thì hôm nay em hóa thân thành ca sĩ nào? Dạ, hôm nay em đến đây em hóa thân thành chị Hồ Ngọc Hà. Chị Hồ Ngọc Hà, vâng. Xin mời chị Hồ Ngọc Hà sẽ hát một chút cho Nguyên Khang được thưởng thức. Dạ, cùng với quý vị khán giả. Hạnh phúc xưa đâu rồi,
nguyện ước xưa đâu rồi, chẳng lẽ anh nỡ đành lòng buồn xuôi hết. Người trách em vô tình làm dở sang xuyên mình, vợ trách em để nhà lòng anh bước đi. Yeah, cảm ơn em. Tuyệt vời. Yeah, hay quá trời luôn. Bạn là đặc biệt là tại vì thường bạn nam mà hát được giọng của bạn nữ là khó đúng không? Bây giờ xin mời em tên gì, đến từ đâu ạ? Dạ em tên là Đan Trang ạ. Thế thì bên kia là Lệ Quyên, bên đây là Phương Thanh, bên đây là Hồ Ngọc Hà. Em đến đoán xem. Dạ em là Hồ Ngọc Hà luôn ạ. Trời ơi. Em xin cái tội lanh chăm. Vâng, xin mời em. Dạ và tiếp theo thì Hà xin gửi tới tất cả quý vị một ca khúc được mang tên Người Người Yêu Cũ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Em học yêu bản thân hơn, em học quen với cô đơn, cô quên một điều mà em ngỡ là mãi mãi. Anh tàn nhẫn bỏ em đi, không mang đến chút nghĩ suy, để em mơ lại nhìn đâu cũng đau. Cảm ơn Đăng Trang. Lại một lần nữa, một hình ảnh khác của Hồ Ngọc Hà đã được tái hiện trên sân khấu này. Xin cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một giọng hát. Anh sẽ đưa quý vị trở về thời điểm mà nam ca sĩ Tuấn Vũ được quý vị yêu mến rất nhiều bởi cái chất giọng nồng nàn và đầy cảm xúc của mình qua những tình khúc bolero. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Ai Cho Tôi Tình Yêu. Và phần thể hiện ngay sau đây xin được giới thiệu phần thể hiện của anh Lê Vĩ. Cho tôi tình yêu của ngày thương ngày mong, tôi xin dâng vòng tay mưa rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là mưa nên lòng nức nở, thương còn đi yêu thì chưa đến, tên gọi tên tình chưa đủ bền, nẻo mồ ma tim nằm nghe cô đơn thoáng bước trong hồn, ra buốt về tìm sao rơi vui đêm nhà vắng. Cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười, tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi người xin đừng e ấp làm tim nghẹn. Cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng, tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở, còn đi yêu thì chưa đến, tên gọi tên tình chưa đủ bền,
sao rơi gối đêm, nhà vắng mang nhiều cay đắng, xua hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười? Tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi người, xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Người ơi người, xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Tôn Vũ xin cảm ơn toàn thể quý vị. Xin chúc mừng anh Lê Vĩ với phần hóa thân thành nam ca sĩ Tuấn Vũ. Thưa quý vị, từ giọng hát cho đến cách ăn mặc thì quý vị cũng đã thấy là anh có sự đầu tư. Thưa quý vị, đây là bộ tóc trị giá 5 triệu đồng để làm hóa thân cho thành anh Tuấn Vũ. Cái áo vest trị giá 8 triệu đồng. Thưa quý vị, đôi giày trị giá 10 triệu đồng. Và cái quần ở đây là không còn tìm được trên thị trường hiện nay nha thưa quý vị. Cái quần trị giá là gần 1.000 đô la Mỹ nhưng mà bây giờ không tìm được nha. Đây là tất cả những đồ cũ của chúng tôi tìm được để hóa thân cho màn ngày hôm nay. Một là một sự đầu tư. Cảm ơn anh Lê Vĩ. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 100 khán giả có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho tiếng hát của anh Lê Vĩ. Thời gian bình chọn bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cũng xin được nhắc lại với quý vị là anh Lê Vĩ không phải là một ca sĩ mà anh là một giáo viên tiếng Anh, sau đó chuyển qua công việc là một người tổ chức sự kiện. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Và xin mời giám khảo Vũ Hà, mời anh. Qua phần trình bày của em thì anh thấy em hát giống thần tượng là thứ nhất. Nhưng có một cái điều mà em quên đi là chưa nghiên cứu kỹ. Vì anh Tuấn Vũ đôi chỗ anh hát rất là lơi nhịp, đúng không anh Huy? Nhất là mấy cái câu đầu bỏ đó là anh hát lơi ghê lắm. Xong rồi mấy câu, mấy chữ sau là anh sẽ dồn đủ lại nhịp. Và trong bài hát thì anh bỏ lơi lơi như thế đôi chỗ. Còn nãy giờ em hát thì nó bị đều, cái nhịp nó bị đều. Và đặc biệt là cái hồn của bài hát em chưa đặt hết vô. Có lẽ em còn bị thiếu một chút xíu. Có thể là vì em là thầy giáo dạy tiếng Anh, không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, cho nên cái sự chú ý đấy đó nó chưa có đạt được cái hồn của bài hát. Hơi rung. Em hơi rung. À rung à? Rung mà đội tóc giả. Mình cứ thấy anh khang không? Đồ ít tiền hơn em. Không, tại đồ của em dễ kiếm ở thị trường hiện giờ. Còn mấy cái đồ này em nói thật với anh là cái quần như vậy nha, khó kiếm lắm. Hôm qua em phải lục tung Sài Gòn nguyên một buổi chiều mới kiếm được. Nguyên Sài Gòn để tìm được hết từng bộ cái áo này là tìm ở cửa hàng quận 5 nè, cái quần tìm ở cửa hàng quận 10 nè. Cái tóc là tìm ở cửa hàng quận 3 là anh tìm hết nguyên Sài Gòn mới ra bộ này. Nếu mà em biết anh, trời ơi, anh dắt qua bên nhà Đàm Vĩnh Hưng, trời ơi, bạn thân anh đồ mấy này nhiều lắm. Dạ em có đăng Facebook có người nói qua nhà Đàm Vĩnh Hưng đi, nhưng mà đó, làm sao em biết được anh với lại anh Đàm Vĩnh Hưng để đi qua. Dạ em cảm ơn anh Vũ Hà rất nhiều. Dạ, cảm ơn em. Nhưng dù gì thì em hát rất là tốt. Có lẽ là với cái dòng nhạc bolero thì bạn chưa phải là sở trường lắm đúng không? Cho nên là mình thấy đôi chỗ nó còn hơi cứng một chút. Nhưng mà Phương Anh thấy là bạn làm rất là tốt cái phần của mình, đã rất cố gắng rồi đấy. Chỉ có mỗi cái mái tóc là Phương Anh không đồng ý thôi, mái tóc không giống lắm. Không phải, tại vì anh Tuấn Vũ hồi nãy là giống lắm, nhưng mà trên đường đi đến đây anh đội mũ bảo hiểm cho nên bị xẹp tóc. Bị xẹp rồi. Chứ thật ra cái lúc mái tóc nó phồng bồng bềnh lắm nha, do anh đội mũ bảo hiểm. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của nhạc sĩ Đức Huy, mời anh. Bạn Lê Vĩ này đặc biệt lắm nha. Và tôi hoàn toàn đồng ý với Vũ Hà về cái sự đều đặn. Có cái chất giọng thì rất là giống Tuấn Vũ. Cái ngân nga có một vài chỗ cũng rất là Tuấn Vũ. Nhưng mà chúc mừng bạn bởi vì bạn hát cái bài vừa rồi mà tôi thích lắm. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn anh.
đông năm ấy ta tình cờ quen nhau. Trời đông lạnh giá nhưng sao nghe ấm lòng. Vì anh bên em chuyện trò thâu đêm cho qua đi bao cô đơn giá băng. Tình anh như gió lùa vào mái tóc em. Tình anh như nắng cho môi em thắm hồng. Nồng nàn bên anh ngọt ngào yêu thương. Mùa đông hạnh phúc em có anh. Đông qua xuân đến tình mình vẫn nồng say. Hè đi thu sang rụng rơi lá tình khô. Nào có biết khi chia tay sau cơn mê bàng hoàng em nhận ra anh lừa dối. Gió rét run đôi môi mà nào em đâu hay em đâu cần biết. Vì chính trái tim em đây mang đau thương lạnh lùng hơn đêm đông ngoài kia. Gió đông đang về vâng anh đêm dài tình mình chỉ còn lại trong. Trời đông lạnh giá nhưng sao nghe ấm lòng. Vì em bên anh chuyện trò thâu đêm cho qua đi bao cô đơn giá băng. Tình anh như gió lùa vào mái tóc em. Tình anh như nắng cho môi em thắm hồng. Nồng nàn bên anh ngọt ngào yêu thương. Mùa đông hạnh phúc em có anh. Đông qua xuân đến tình mình vẫn nồng say. Hè đi thu sang rụng rơi lá tình khô. Nào có biết khi chia tay sau cơn mê bàng hoàng em nhận ra anh lừa dối. Làn gió rét run đôi môi mà nào em đâu hay em đâu cần biết. Vì chính trái tim em đây mang đau thương lạnh lùng hơn đêm đông ngoài kia. Gió đông đang về vâng anh đêm dài tình mình chỉ còn lại trong giấc mơ. Chia tay sau cơn mê bàng hoàng em nhận ra anh lừa dối. Làn gió rét run đôi môi mà nào em đâu hay em đâu cần biết. Vì chính trái tim em đây mang đau thương lạnh lùng hơn đêm đông ngoài kia. Gió đông đang về vang anh đêm dài tình mình chỉ còn lại trong giấc mơ. Vắng anh đêm dài gió đông đang về tình mình chỉ còn lại trong giấc mơ.
Thì ở vòng hát đơn này, chúng ta sẽ đến với giọng hát của một cô gái sẽ hóa thân thành một ca sĩ thần tượng mà cô ấy yêu mến trong một ca khúc, một sáng tác hit của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuần, ca khúc Tìm Lại Giấc Mơ. Cùng chào đón phần thể hiện của người chơi Đan Trang. Hồ Ngọc Hà, cảm ơn hai chàng trai đẹp trai trong giấc mơ của Hồ Ngọc Hà. Giờ thưa quý vị, bây giờ đây, mời quý vị có 100 khán giả có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho tiết mục Tìm Lại Giấc Mơ với phần thể hiện của ca sĩ Đan Trang. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Trong cái tiết tấu mới này thì nó đòi hỏi những cái bộ điệu dứt khoát đi song song với tiếng hát. Và đó là một cái điều rất khó. Nhưng mà bạn đã làm được. Bạn đã làm cho người nghe say đắm vào cái bài hát của bạn. Bạn hát với một cái biểu cảm rất thoải mái, rất tự nhiên. Xin chúc mừng bạn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Còn với ca sĩ Nguyễn Phương Anh thì Phương Anh thấy thế nào? Phương Anh vẫn thấy nó hơi thiếu một cái chút gì đó. Ví dụ như là có thể là vì là bạn vừa phải nhảy, bạn vừa phải nhớ cái động tác và tập trung vào cái lời bài hát nữa, và với một cái nhịp tango nó làm cho nó khó hơn rất là nhiều, cho nên là nó cứ bị mỗi thứ nó thiếu một chút. Nhớ là giọng của bạn khá là khỏe, nhưng mà vào cái ca khúc này thì lại không khoe được quá nhiều. Tuy nhiên về cái phần thể hiện với cái hình ảnh với ca sĩ thần tượng thì vẫn rất là tốt. Và chúc mừng bạn. Dạ, xin mời anh Vũ Hà. Bạn Phương Anh nói là bạn Đan Trang hát thiếu một cái gì đó, thì đó chính là cái nhịp. Là bởi vì khi mà chúng ta chuyển từ ballad qua nhạc tango thì cái nhịp tango nó sẽ khác. Cho nên là khi mà em hát thì nó hơi bị đều một chút. Thật sự thì với phần trình diễn này thì anh thấy em làm rất là tốt. Chỉ thiếu một chút xíu lạ lơi thôi, là bảo đảm bài hát là rất là tuyệt. Cảm ơn em rất nhiều. Miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điều lý chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Đài ngựa ô kiều giang anh khớp, sông sao câu hò điều lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyến lý chung tình. Quang hò người ơi tương tư mà chim sáo, sẽ chỉ luôn kiếm thiết thương chàng từ lâu. Áo bài, áo bài, ai đã qua cầu, ai đã qua cầu, đôi mình, đôi duyên tình đậm sâu. Quang hò người ơi tương tư mà chim sáo, đến hẹn lại lên tiếp theo chàng một bên gió đường, bông lúa trên đầu, bông lúa trên đầu, thương nhau lý tơ hồng. Mang theo câu hò điều lý chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiều giang anh khốp, xôn xao câu hò điều lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyến lý chung tình. Quang hò người ơi tương tư mà chim sáo, sẽ chỉ luôn kim thiếp thương chàng từ lâu. Áo bài ai đã qua cầu, đôi mình duyên tình đậm sâu. Quang hò người ơi tương tư mà chim sáo, đến hẹn lại lên tiếp theo chàng một phen gió đường, gió đường, bông lúa trên đầu, trên đầu, thương nhau lý tơ hồng, tơ hồng. Quang hò người ơi,
quý vị, khi tình yêu đã hết, đã không còn, thì thay vì chúng ta dằn vặt, trách móc nhau, thì hãy buông tay nhau ra để cho nhau có thể tìm thấy được hướng đi sau một cuộc tình tưởng như không trọn vẹn, nhưng ít nhiều nó cũng sẽ mở ra cho mỗi người một hướng đi riêng. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, ca khúc Sao Ta Lặng Im. Mời quý vị cùng đến với phần thể hiện của Công Duy. Xin chúc mừng Công Duy với ca khúc Sao Ta Lặng Im. Nhưng nó thật sự không im chút nào cả. Nó đầy bản lĩnh và nội tâm của bạn ấy khi thể hiện cái ca khúc này. Vâng, trong lúc mà bạn đang lấy hơi tí xíu thì tôi sẽ nhờ 100 khán giả có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho phần thể hiện vừa rồi của Công Duy. Thời gian bình chọn của quý vị bắt đầu. Quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin mời phần nhận xét của ban giám khảo dành cho phần thể hiện của Công Duy. Và bây giờ xin mời nhạc sĩ Đức Huy ạ. Chúc mừng bạn đã hát thành công bài này. Bạn có một cái giọng hát rất đặc biệt, kỹ thuật có thể trau chuốt thêm, nhất là những cái nốt cao. Nếu mà bây giờ mình định khoe đó thì mình phải khoe hàng xịn, chứ mình không khoe hàng nhái được, người ta biết. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Xin cảm ơn anh. Còn với ca khúc này thì có lẽ là như Triệu Vũ đã nghe rất là nhiều lần với cái phiên bản trước đây rồi. Với cái phiên bản này thì không biết là cá nhân của Vũ cảm thấy thế nào? Em là một thí sinh mà anh mong đợi em bước ra đây để trình diễn là tại vì từ đầu anh đánh giá cái giọng hát em rất cao. Em không làm anh thất vọng, nhất là những cái đoạn đầu á, những cái đoạn trầm em hát rất tình cảm và đủ chiều sâu. Một khi mà em đã thuyết phục được bằng cảm xúc rồi thì sẽ không còn tính về kỹ thuật nữa. Cho nên là khi mà em đã thắng anh được bằng cái cảm xúc đó thì từ đó cho tới cuối bài thì anh không còn đánh giá em theo kỹ thuật nữa. Mà đúng như anh Đức Huy nói hồi nãy là mình hơi bị dư về cái phần phô giọng. Tức là cuộc thi mình có quyền phô trương đúng không? Mình có quyền khoe những gì mà tuyệt vời nhất của mình. Nhưng mà nếu như mà mình nhìn lại cái chương trình này, nó là người hát tình ca chứ không phải người hát tình ca nốt cao nhất. Nhiều lúc nó cũng không cần thiết cho lắm. Tuy nhiên những cái lời phê bình của anh hoàn toàn đứng ở trên theo cái tiêu chuẩn của bài hát của em. Và cái tiêu chuẩn của bài hát của em anh để rất cao. Cho nên chúc mừng em. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Duy Triệu Vũ. Còn với ca sĩ Ái Phương, trong một bài hát thì em nghĩ là cái câu đầu tiên và cái câu cuối cùng nó quan trọng lắm. Mình cất tiếng hát làm người ta vào cái là mình biết được cái con đường nó đi tới đâu. Thì Phương nghĩ là bạn đã làm được trong cái bài này. Khi bạn cất lên những cái câu đầu tiên, bạn nói cái nội dung đó truyền tải nó có chất lượng thì bạn đã làm được. Phương ngồi đây Phương rất là thưởng thức, Phương rất là thích. Phương cũng cảm nhận được là sự thoải mái khi bạn bùng vẫy trong cái việc là vượt qua mấy cái thử thách về nốt cao. Phương nghĩ là hôm nay bạn thành công, Phương cho điểm bạn rất cao. Phương thích tiết mục này nhất. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Để điển hình cho những cái gì mà nãy giờ mọi người trên đây nói, tại vì không thể nào chê giọng hát của em được, nhưng mà tại sao lại phê bình em? Là tại vì từ đầu tới cái đoạn mà 3/4 bài á, em hát hoàn hảo, không một cái gì để chê hết. Tuy nhiên vì một cái nốt cao nhất của em nó hơi bị xét chút xíu thôi, tự nhiên mọi người kiểu như là bị khựng lại liền. Cho nên nhiều lúc mình cũng phải cân bằng sao cho nó vừa phải để mà mình đừng có rơi vào cái tình trạng như vậy. Ok. Nói chung là ban giám khảo thấy được cái nỗ lực của bạn, nhưng mà chúng ta sẽ cần hoàn chỉnh hơn. Như vậy phải lưu ý ha. Còn trẻ hát được vậy ha, hát 40-50 tuổi mà hát vậy là hát xong là vô là anh đưa vô chụp oxy liền, chứ không có thể nào mà em còn đứng được vậy mà thở hồng hộc được nha. Cố gắng. Cảm ơn. Hay lắm em. Chúc mừng em. Thưa quý vị, tôi có cô bạn gái tên là Như Ý. Cô gái này sống ở cạnh nhà, tình cảm thì cũng khá là tốt đẹp.
Nhưng mà quý vị cũng biết á, đôi khi nó có những cái nhân duyên trong cuộc đời mình không có nói được. Đây là cái sân ga mà chúng tôi thường hay đưa tiễn những người thân của mình. Nhưng hôm nay, tới giờ này rồi vẫn không thấy cô ấy. Tôi nghĩ là có lẽ là Như Ý sẽ không đến đâu. Chắc làm sao được quý vị à, mọi thứ đều có lý do cả. Với nghệ sĩ Tamarin, anh Trung Bo, một tràng pháo tay cho anh. Xin giới thiệu cô Như Ý của em ở Phan Thiết bán nước mắm. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn của 100 khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời anh Hồ Trung Dũng. Và nhận xét ạ. Thực sự là em rất là đẹp. Em có một cái mà anh thấy rất là thu hút, đó là cái sự lạnh ở bên ngoài và cái chiều sâu ở bên trong. Cảm ơn em. Xin mời danh ca Ý Lan. Phim Beauty. Ý Lan nói lúc nãy rồi. Vâng, vậy cho phép chị nhá. Chính chị cũng băn khoăn là liệu khán giả có sẽ cho rằng em quá dễ đoán, em quá ít kịch tính, em quá thiếu biến cố, hay là đây là một dòng nước mắm thiếu độ đạm. Chị cũng định như anh Dũng là đòi hỏi ở em đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà chị lắng nghe cách em thể hiện, chị hiểu rằng là em đã tìm được thứ vừa vặn nhất. Em biết chính xác chiếc áo nào vừa vặn cho em, như chính chiếc áo dài trắng tinh tuyền mà em đang mặc trên người. Em biến tiếng hát của mình thành một nhạc cụ trên cái nền sần sùi của tiếng tambourine, nó thành một bản phối đẹp tuyệt vời, dễ chịu như chính em. Chưa sơn khê con nhịp đàn lưu luyến con đường đê. Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau, khi tiếng hát hôm nào thôi vút cao, lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu. Xóa nỗi đau thương, chúng mình lại tha thiết bao buồn thương. Nhưng khi những đêm nay nước mắt bây giờ đàn rất mau, thương những lúc đêm lạnh thương nhớ nhau, cùng những lúc mưa gọi thương nhớ. Còn những nén sông xa dần tàn buồn, vì đời còn những bước chân mệt nhoài có hoang, để rồi tình ta âm thầm từng chiều vắng, nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan. Mãi trên những
được ngày vui, ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thắm cơn lạnh khi gió lạnh và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. Cho ta được ngày vui, ước mong ngày về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thấy cơn lạnh khi gió lây và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. Vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lây và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lây và những lúc mưa gọi thương nhớ. Quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Chuyện Hợp Tan với phần thể hiện của năm bông hoa trên sân khấu của người hát tình ca đêm nay. Và bây giờ thời gian dành cho 100 quý vị khán giả và 3 vị giám khảo bình chọn cho thí sinh của chúng ta bắt đầu. Xin được cảm ơn quý vị giám khảo và 100 khán giả. Bây giờ xin mời phần nhận xét của các vị giám khảo, xin mời đại diện, tại vì cuối cùng thì cái ban giám khảo này nó rất là thiếu tính giải trí, là không có bao giờ có được một cái cuộc gây lộn hết. Cho nên bây giờ chúng tôi sẽ chuyển qua cái chơi trò chơi là cá độ, là xem một người đại diện thì liệu là tôi có đoán trúng là cái tâm ý của hai vị đồng giám khảo hay không. Nói một cái điểm cực kỳ đặc biệt trong năm thí sinh này, trước hết tôi phát hiện ra một cái chất mà đã từ lâu lắm tôi không nghe lại được. Đó là em Trương Linh, một cái giọng thổ rất là lạ, cách xử lý thì tình cờ em có cái chất giọng lạ đó. Chỉ là những cái nốt đẹp nhất thì rất đáng tiếc là em trúng phải cái đoạn mà em phải bắt đầu bằng những cái nốt thấp đó. Chị không bắt được ngay, mà chị là cái người vốn là rất thích là cái nốt đầu tiên là cực kỳ là quan trọng. Chắc là mình còn phải tập luyện nhiều để mà tái hiện lại được cho chị một cái trường phái, một cái làn hơi rất là đặc biệt. Ở bên cạnh thì một sự thoải mái, dễ chịu, và chị xin tặng một tính từ cho tiếng hát của Như Ý là lụa là. Em biết không, cái vải lụa nó không có bóng như vải gấm hay là vải phi. Nó chỉ bóng bẫy vừa chừng nhưng nó mềm mại và nó linh hoạt chuyển động. Nhiều lúc rất là bất ngờ. Thái Ngân, em vẫn đang duy trì phong độ và có phần tình cảm và tròn trịa hơn. Đặc biệt là chị biết là rất mạo hiểm cho em ở nốt thấp cuối cùng trong cái đoạn đầu tiên em thể hiện. Ở bên cạnh đó thì Hồng Gấm ơi, khi mà chị nghe em nói á, là cái hơi của em đẹp lắm á. Mà chị thích tác phong sân khấu của em, mà mặc dù nó rất là ngộ nghĩnh nhưng mà nó đáng yêu vô cùng. Em là cái cô mà ai cũng muốn làm bạn hết á. Nếu mà
Hồng Gấm thoải mái hơn để tìm cho mình một cái giải pháp xử lý cho nó đỡ bị tù, chỉ có cái cảm giác tù hãm, trong khi hơi của em và năng lượng của em rất là thoải mái, rất là phóng khoáng. Em nên nhớ là bolero mình là phần lớn là cung thứ, nó đã buồn, nó đã sầu, chỉ muốn có ánh sáng ở đó. Chỉ có một số trường hợp đặc biệt khi giọng người ta là thiên bẩm thì nó đẹp. Còn cố gắng tìm cho mình cái quãng sáng nhất để thể hiện. Sáng như cái mặt em vậy đó, lúc nào cũng cười hết, dễ thương hết sức. Bên cạnh Bích Ly, một cái cô mà đã có mệnh danh truyền thông là tiểu hồ ly bolero. Vì cô ấy linh hoạt, cô ấy ngoa ngoách. Chị nghĩ rằng là giống như là ban tổ chức đã chia lô đất cho em rồi, cái lô đó là của em muốn làm gì đó em làm. Em lại tiếp tục chuyển động cơ thể, em lại tiếp tục đu đưa. Nhiệm vụ của chị là phải làm giám khảo, chị phải nhìn hết tất cả các bạn. Không cẩn thận là bị em hút hết về phía em. Và đó chính là điều tuyệt vời. Tưởng rằng em đang phiêu diêu trong nghệ sĩ tính đó và rất dễ mất kiểm soát đó. Nhưng không, Bích Ly có sự kiểm soát rất cao trên giọng ca của mình. Và sự kiểm soát đó không mang lại cho chị cảm giác lý trí, mà đẩy được cảm xúc của ca khúc chạm đến chị. Linh hoạt, sống động, chất giọng lạ, luyến lấy, hợp lý và coi đã con mắt. Em có đoán trúng ý chị Lan không ạ? Rất đúng. Và cô chỉ có bổ túc thêm một điều duy nhất là trong tất cả 5 người còn lại đang đứng hát bài hát này thì cái nốt khó khăn nhất là nốt cuối cùng, chữ đầy, vì nó thấp quá. Có những người vừa chạm được nốt đầy rất tốt, thế nhưng mà chạm được cái nốt đầy cuối cùng đó mà tuyệt đẹp, đó chính là Bích Ly. Xin cảm ơn cô ạ. Bản đơn trước cổng ngã nên còn trẻ con, từ rừng già chú vớt với người rất ham ăn với lại ham chơi. Vội con ơi, vội con ơi, màu lớn nhanh con đôi ngà to, có sức đi khắp miền rừng xa kêu gót cho buôn làng của ta. Chú voi con thật là khôn, quen theo gì khắp vùng bản đôn, đầu gật gù lúc lát chiếc vòi, theo đông đưa theo nhịp trên vui. Trẻ con từ rừng ra chú đến với người rất ham ăn với lạc ham chơi. Với con ơi, mau lớn nhanh có đôi ngà to, có sức đi khắp miền rừng xa, kéo cô cho buôn làng của ta. Với con ơi, mau lớn nhanh có đôi ngà to, có sức đi khắp miền rừng xa. Cha bản đơn, này là với anh ở bản đơn. Tôi đừng là
voi, voi cha, voi anh, voi em. Ý mà chú thấy hình như thiếu voi mẹ đúng không? Sao voi mẹ đâu con? Voi mẹ đâu? Có bạn nào biết không? À, voi mẹ ở đây. À, voi mẹ ở đây để nhún nhảy đúng không? Rất là đáng yêu. Cái bài này á, không biết là cái phiên bản này nó mới hay sao mà anh Dũng có thấy khác không? Tại vì cái khúc đầu á thì em nghe rất là quen. Nhưng mà cái khúc sau hình như là nó hơi thay đổi đúng không? Hơi có một cái biến tấu đúng không? Thưa quý vị, theo như Nguyên Khang vừa được nhạc sĩ Vũ Quốc Việt Alo thông báo thì anh đã viết thêm cái phần thứ hai cho cái bài Chú Voi Con ở Bản Đôn. Nên đó là lý do tại sao mà Nguyên Khang nghe rất là lạ. Nhưng mà hay. Dạ, rất hay đúng không ạ? Thưa quý vị, mỗi một ca khúc, một tác phẩm âm nhạc là sự gửi gắm nỗi niềm và những cái trăn trở, những cái cảm xúc của người nhạc sĩ với chủ đề tình yêu và nỗi nhớ. Có lẽ sẽ là một điều rất là đặc biệt khi mà chúng ta sẽ nhắc đến một người nhạc sĩ mà mỗi một bài hát của ông đều là một cái câu chuyện khác nhau. Người nhạc sĩ này không đặt tên cho ca khúc của mình một cái tên riêng biệt nào, mà ông chọn đánh số cho những tác phẩm. Và đó cũng là một trong những nét đặc biệt của mình chúng tôi muốn nói đến, đó chính là nhạc sĩ Vũ Thành An. Và chúng tôi mời quý vị ngay sau đây sẽ cùng đến với hai ca khúc nổi tiếng của ông, bài không tên số 2 và bài không tên số 3. Hãy cùng chờ đón phần thể hiện của Bích Ly. Cơn đau này vẫn còn đây, chiều về không buông nắng cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi chỉ có mai thank you.
nhau, cho nhau cuộc đời. Mà đời đâu biết đợi, để tình nhân kết đôi. Yêu nhau cho nhau một lần, thương nhau cho nhau một lần thôi vĩnh biệt, một lần thôi mất nhau. Con gái ước mơ đã nhiều, chờ cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo. Thôi anh đừng xót thương, rồi ngày chúng ta vừa đến với bản mashup hai ca khúc, bài không tên số 2 và bài không tên số 3 với phần thể hiện của Bích Ly. Thời gian dành cho 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo bình chọn cho Bích Ly. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị. Quá không phụ lòng, chương trình đã trao tặng cho em danh hiệu nữ hoàng diễn xuất. Trong phần đêm nay, em đã thể hiện và tận dụng cái thế mạnh của mình. Và cuối cùng thì giám khảo Trác Thúy Miêu vừa hát theo vừa đứng dậy vỗ tay. Xin mời chị nhận xét cho tiết mục này. Bích Ly, em khiến cho tôi bị hút hết vào cái phần biểu diễn đó. Và khi bị hút vào đó, tôi càng nhận rõ và ý thức được sự cầu kỳ của bạn khi mà bạn đặt vào cái phần thể hiện của mình. Như một diễn viên thoại kịch, bạn tận dụng không thiếu một chi tiết nào trên trang phục, bạn phối hợp hoàn hảo với cái tia sáng tạo nên bố cục sân khấu. Bạn chiều chuộng cả hai cánh khán giả và san sẻ đồng đều sự tương tác cho ba giám khảo đối diện. Tất cả mọi thứ trau chuốt, tôi chỉ có biết đáp đền lại tiết mục đó bằng cách đứng lên trân trọng hoàn toàn tiết mục vừa rồi. Em cảm ơn chị. Xin cảm ơn giám khảo Trác Thúy Miêu. Xin mời danh ca Ý Lan. Riêng cô nhìn thấy rõ hơn nữa khi mà con tiến đến rất là gần trước cái mặt bàn của ban giám khảo. Cô không nghe tiếng hát của con không, mà bắt đầu cô nhìn được ánh mắt của con, cô nghe được hơi thở của con.
con hát với tất cả tâm hồn của một người nghệ sĩ. Cô chúc mừng cho phần trình diễn của con, bởi vì con hát đẹp, con trình diễn đẹp, con mang được tất cả những tình cảm sâu sắc của bài hát để truyền tải đến cho tất cả mọi người nghe một cách ma mị. Cô tin rằng sau ngày hôm nay, sau chương trình Người Hát Tình Ca 2019, tất cả mọi người sẽ phải nhớ đến con. Cô yêu con vô cùng. Dạ, con cảm ơn cô. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Và một lần nữa xin chúc mừng Bích Liên ngày hôm nay. Em đã như là nữ hoàng của đêm nay, vô cùng lộng lẫy, ôn vĩnh quang. Thay vì làm tổn thương nhau, đừng
em là nghèo khiến ta chẳng thể hiểu nhau. Hãy cho nhau lý do trở lại thay vì làm tổn thương nhau. Thay vì làm tổn thương nhau. Vì lặng im giết chết con tim. Cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, bây giờ là thời gian dành cho 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo dành những số điểm cho Ung Vĩnh Quang. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn 100 khán giả và 3 vị giám khảo. Vâng, chắc là quý vị cũng đã nhận chàng trai trong câu chuyện mà Nguyễn Khang đã kể, đó chính là Ôn Vĩnh Quang, đúng không ạ? Cái ca khúc vừa rồi cũng là cái ca khúc đầu tiên trong cái sự nghiệp âm nhạc của em, và cũng chính là ca khúc viết về cuộc đời của em. Một chàng trai đã trải qua rất là nhiều cú sốc, tình yêu có rất là nhiều lý do quý vị. Họ chia tay bởi vì họ biết chắc rằng mình có tiếp tục đi nữa thì cũng không thể mang lại hạnh phúc được cho người kia. Và anh hy vọng rằng người ấy ở nơi xa sẽ cảm thấy được hạnh phúc với sự thành công của em. Cảm ơn em. Cảm ơn. Và Nguyễn Khang xin mời cảm xúc của giám khảo Ý Lan. 2 năm rồi. Cô tưởng rằng là những cảm xúc này nó đã trở thành kỷ niệm trong ký ức của cô. Khi mà cô biết được nỗi mất mát to lớn của con trong tình yêu, bây giờ cảm xúc nó lại trở lại thêm một lần nữa. Hình như mạnh hơn nữa. 2 năm trước con hát còn những rụt rè, con còn muốn giữ lại cho con. Lần này cô có cảm tưởng con muốn cho mọi người biết hết về con rồi. Lần này con hát với sự tự do hơn trong cái đau của con. Cho nên cái cảm xúc này nó khác và nó rào rạt và nó mạnh hơn trong cô nhiều lắm. Cảm ơn con đã chia sẻ một thứ tình yêu mà cô nghĩ rằng nó đòi hỏi mọi người hiểu về mình một cách khác biệt và có một cái độ dày của đời sống để mà hiểu con, để mà hiểu cái thứ tình yêu mà con đã đi qua và cái sự mất mát mà con đã phải trải qua. Cô xin lỗi, cô chỉ có thể nói được bấy nhiêu đây, những cái điều mà cô đang còn giữ lại ở trong mình. Cảm ơn con cho những cảm xúc vừa qua mà con đã đưa đến cho cô thêm một lần nữa. Cô chúc con hạnh phúc với những điều mà con đang có, cho dẫu đó là hình ảnh, cho dẫu đó là kỷ niệm, nhưng điều đó nó là hạnh phúc của con. Xin cảm ơn nhân cả Ý Lan. Anh muốn hỏi Quang là khi mà em ra mắt album này á, thì em có chia sẻ cái món quà này với người yêu đã mất của mình không? Khi mà em ra mắt cái MV đầu tay này, đưa cái câu chuyện của mình vào âm nhạc, nó thật sự cũng không phải là một cái sự kể lể về một câu chuyện đã qua. Bởi vì đó chính là cái sản phẩm và cái ca khúc đầu tiên được viết dành riêng cho mình, để em thể hiện được cái ý nghĩa và cái sự trân trọng của em đối với người yêu của mình. Và cũng qua ca khúc này, em cũng mong đây là một lần cuối cùng mà em muốn nhắc lại cái quá khứ. Nó tuy đẹp nhưng nó lại hơi gây cho người khác một cái sự đau lòng. Và em muốn từ ngày hôm nay em sẽ mở ra một cánh cửa mới để tạm thời khép lại những cái gì của quá khứ, và em để nó lại ở trong đây. Và em sẽ xuất hiện trước mặt quý vị, hát cho quý vị nghe bằng một Ôn Vĩnh Quang với một cái tình cảm mới hơn, một cái con người mới, một tư duy mới. Và cái ca khúc này nó không phải là cái sự kết thúc của quá khứ, mà nó là một cái cánh cửa mới mà em muốn mở ra cho tương lai của mình. Em cảm ơn mọi người. Nguyễn Khang muốn nghe chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng. Bây giờ thì anh bắt đầu hiểu là tại sao anh có từng tốt với em. Em có trái tim rất là to lớn. Anh nghe câu chuyện của em, anh rất là đồng cảm. Anh đã từng có một mối tình cũng khá ngắn.
Nhưng mà mỗi lần người đó mà không có, tại vì ở xa, mỗi lần người đó tự nhiên biến mất khoảng mấy ngày á, là anh bắt đầu trong đầu nghĩ tùm lum chuyện xảy ra hết trơn. Một tuần chưa được, hai tuần chưa được, rồi một tháng không được, rồi sẽ như thế nào? Nó chỉ mới là tưởng tượng thôi, mà anh đã cảm giác là anh sẽ không chịu được. Cho nên không thể hình dung được là cái một năm đó của em là như thế nào. Cho nên thực sự là cảm ơn em rất nhiều khi em đã chia sẻ câu chuyện này cho mọi người. Vì thế là anh rất mong cái cánh cửa mới nó mở ra cho em sẽ rất là tuyệt vời, và tin chắc chắn sẽ rất là tuyệt vời cho em. Anh cảm ơn. Cảm ơn anh Dũng. Không biết là chị Miu có chia sẻ điều gì không ạ? Tôi tâm đắc vô cùng với những lời nói mà ông Vĩnh Quang chia sẻ. Em biết rằng một mối quan hệ đã đến lúc chuyển hóa, và đến lúc này chúc mừng ông Vĩnh Quang chọn lựa không phải để khép nó lại, mà trân trọng đặt vào một cái hộp và trân trọng sống tiếp. Đừng ngược đãi đời sống nữa, hãy từ chối là nạn nhân. Chúc mừng em. Love.
lần cuối. Chúc mừng Mạnh Đồng đã hoàn thành ca khúc Bài Không Tên Cuối Cùng. Và bây giờ chúng ta vừa mới lắng nghe tâm sự ấy được trải nghiệm, được thể hiện qua giọng hát của Mạnh Đồng. Thời gian dành cho 100 quý vị khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay bình chọn cho Mạnh Đồng. Thời gian bắt đầu. Vâng, xin được cảm ơn phần bình chọn của 100 vị khán giả và 3 vị giám khảo. Mời quý khán xin mời phần nhận xét. Em một chất giọng trời phú, rất là đẹp. Làm sao mà chỉ có hát 2-3 chữ thôi mà đã nghe một cái giọng nó dày. Nó vang. Nó vang đến như vậy mà nó còn ấm. À, bây giờ cái giọng mốt bây giờ theo kiểu là bay bay, mái mái hoặc là sáng sáng gắt gắt. Thì giọng của em lại rất là ấm và nó bao phủ hết, nó có một cái độ rộng. Nó bao phủ hết mọi thứ. Và đó là cái giọng mà trời cho em. Trời cho em cả một cái ngoại hình rất là đẹp nữa. Một chiều cao mà thật sự là anh không dám đứng gần. Nguyên Khang còn gan đứng gần nữa chứ. Nhưng mà em thiếu ở đây á. Em chưa có đặt đủ cái tình cảm của mình vào đó. Em còn hờ hững bài hát của mình. Điểm khác biệt giữa phần này và 3 phần trước á, là phần này em phải hát dài. Những phần trước chỉ là những câu ngắn. Và khi hát dài nó là một chuyện hoàn toàn khác. Cũng như hát một bài và hát một show là một chuyện hoàn toàn khác. Nó cần mỗi kinh nghiệm. Và nó cảm giác rằng là em chưa có cái thời gian nhiều để làm việc trên cái giọng hát của mình. Và chắc chắn là em có cái trời cho rồi. Bây giờ cái thời gian, kinh nghiệm để em tiếp tục xử lý như thế nào. Một cái giọng hát như em rất hiếm người có được. Rất nhiều ca sĩ muốn mà không có. Cảm ơn anh. Vâng, xin được cảm ơn nam ca sĩ Hồ Trung Dũng đã nhận xét. Và tôi thiết nghĩ là lần sau đối với những thí sinh có chiều cao trên 1m85 trở lên thì tôi xin ban tổ chức cho 2 cái ghế ngồi để chúng tôi có thể thoải mái lắng nghe cuộc trò chuyện của anh. Cảm ơn anh đã nhận xét. Vâng. Xin được mời chia sẻ của danh ca Ý Lan. Yeah. Cô biết chắc một điều là con sẽ không bao giờ từ bỏ cái con đường yêu âm nhạc này của con. Tại vì con hát quá đẹp, con hát quá hay, con đẹp trai, con có đầy đủ những tố chất mà một người ca sĩ rất là cần. Con có nhiều hơn tất cả mọi người hết. Rằng là hình như ở trong con có một điều gì đó mà con rất là khép kín. Cô chỉ mong rằng là âm nhạc sẽ là một cứu cánh cho con. Con sẽ mở lòng để con yêu âm nhạc đủ để con vượt qua tất cả những gì mà con đã gặp khó cho chính con. Cô mong một ngày nào đó cô sẽ được hát cùng sân khấu với con. Xin được cảm ơn phần nhận xét của danh ca Ý Lan. Tôi thì đáng lý là khép phần này, nhưng mà tôi lại muốn nghe bạn trải lòng. Thật sự thì tuổi đời của con thì còn khá trẻ, nhưng mà cũng có những lần mà sai lầm trong cuộc sống để vụt mất đi những cuộc tình thật đẹp, thật là lộng lẫy. Nhưng mà tự nhiên đôi khi một người nghệ sĩ, con chắc chắn là tất cả những người nghệ sĩ cũng có đôi lần lên sân khấu giống như vậy. Tự nhiên mình lên đó, tự nhiên cảm xúc của mình đôi khi nó bay đâu mất tiêu. Từ khi mình đặt chân lên là mình không có được cái cảm xúc đó. Và con hay bị một vài lần khi lên sân khấu là bị tuột luôn vậy. Cô hy vọng rằng là những cái điều mà tối hôm nay cô và ban giám khảo chia sẻ cùng với con, nó sẽ mang đến cho con những cái kết quả tốt hơn trong tương lai của những lần con trình diễn nhá. Vượt qua tất cả những khó khăn đó chỉ vì yêu âm nhạc đủ, yêu khán giả của mình đủ, đặc biệt là yêu chính mình đủ nhá. Tôi cảm ơn nha. Cảm ơn danh ca Ý Lan. Thôi thì cứ trước khi lên sân khấu nói 5 phút của tôi để tỏa sáng và tôi sẽ làm được. Hy vọng nó sẽ là một câu thần chú để giúp cho bạn có nạp được năng lượng đó và cháy hết mình.